Lại nữa thiện hiện như có Như Lai ứng chánh đẳng giác, hóa làm một Đức Phật, vị Phật ấy lại có thể hóa làm vô lượng trăm ngàn ức triệu chúng. Khi ấy vị hóa Phật kia giáo hóa số chúng đã hóa ra ấy, hoặc khiến tu hành bố thí ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tịnh giới ba la mật đa, hoặc khiến tu hành an nhẫn ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tinh tấn ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tịnh lự ba la mật đa, hoặc khiến tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc khiến tu hành bốn tịnh lự, hoặc khiến tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc khiến tu hành bốn niệm trụ, hoặc khiến tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc khiến tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc khiến tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc khiến an trụ pháp không nội, hoặc khiến an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc khiến an trụ chân như, hoặc khiến an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc khiến an trụ thánh đế khổ, hoặc khiến an trụ thánh đế tập diệt đạo, hoặc khiến tu hành tám giải thoát, hoặc khiến tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc khiến tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc khiến tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc khiến tu hành bậc cực hỷ, hoặc khiến tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc khiến tu hành năm loại mắt, hoặc khiến tu hành sáu phép thần thông, hoặc khiến tu hành mười lực Phật, hoặc khiến tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khiến tu hành đại từ, hoặc khiến tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc khiến tu hành pháp không quên mất, hoặc khiến tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc khiến tu hành trí nhất thiết, hoặc khiến tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khiến tu hành 32 tướng đại sĩ, hoặc khiến tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc khiến chứng đắc quả dự lưu, hoặc khiến chứng đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, hoặc khiến chứng đắc thắng vị của Bồ Tát, hoặc khiến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao? Khi ấy hóa Phật và chúng được hóa đối với các pháp có phân biệt có phá hoại chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Tạ, không, vì các người được biến hóa ấy không có sự phân biệt.